Nếu anh cứ để em tự một mình lo như vậy thì mình chia tay đó. Có gì mà lộn xộn đây mày? Nhìn có vẻ tình tứ quá ha. Sao mày không nghĩ đến Hạ Quyên đi? Cô ấy còn khổ hơn mày nhiều. Nè, mày mới là thằng vô dụng. Lắng nghe con tim và ra từng cảm xúc cho ta thêm niềm tin với sự sung mới. Hát vì cuộc đời ta sẽ bên âm sống trọn vẹn, cất tiếng hát cùng hứng khởi tràn đầy oh. Hát cho yêu thương, hãy giữ những khoảnh khắc tuyệt vời, phía trước ta là cả bầu trời.